Phân bón Cò Bay hân hạnh tài trợ chương trình này. Cho ăn uống thiếu thốn lạc lẽo vậy làm sao mà sống nổi đây bữa ơi. Dừng cây đừng có lo, đã có phân bón Cò Bay 2N đây rồi. Phân bón Cò Bay 2N không chỉ là NPK mà còn có cả nitrat, canxi, magie, bo, kẽm, tất cả trong một. Cò Bay 2N là loại phân bón chất lượng hoàn hảo. Phân bón Cò Bay 2N luôn được trung tâm lựa chọn. Phân bón Cò Bay 2N tốt cho trồng, lợi nhà nông. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình Giỏi Nghề Nông ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu cùng quý vị và các bạn mô hình nuôi rắn mối của anh Lê Chí Hưởng ở ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào anh Hưởng, chào anh chú. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đây là chuồng nuôi rắn mối của anh Lê Chí Hưởng. Diện tích cũng nhỏ thôi nhưng mà hiệu quả cũng rất là khá. Khi nói đến mô hình nuôi rắn mối thì có lẽ không quá xa lạ đối với bà con. Tuy nhiên, việc thuần dưỡng nuôi cái loài động vật hoang dã này làm sao để có hiệu quả thì chúng ta cần phải nhờ anh Lê Chí Hưởng chia sẻ thêm những kinh nghiệm trong nghề nuôi của mình. Và sau đây anh sẽ chia sẻ cùng với chúng ta. Dạ thưa anh Hưởng, đầu tiên thì xin anh có thể cho biết là cái mô hình nuôi rắn mối này của gia đình anh thì nó bắt nguồn như thế nào? Đầu tiên thì mình cũng tình cờ thôi, thì khoảng tháng 9 năm ngoái thì được một người bạn giới thiệu, rồi mình bắt đầu mình nuôi thử. Đầu tiên mình chỉ nuôi thử thôi, rồi sau đó một thời gian thấy nó nuôi nó dễ mà đầu ra nó có, cho nên mình bắt đầu mở rộng cái mô hình đó lên. Như vậy thì trước khi nuôi loài vật nuôi này, anh đã hiểu như thế nào về nó và sau khi nuôi thì anh phát hiện nó như thế nào? Thì trước đây thì nó là một động vật hoang dã thôi. Thì trong quá trình mình nuôi thì mình mới tìm hiểu thêm mấy cái đặc tính của nó. Thì sau khi mình nuôi mình thấy nó nuôi nó rất là dễ. Thứ nhất là dễ cái công chăm sóc và nhẹ nhàng, rồi cái sinh hoạt của nó thì nó cũng dễ, mình cho ăn, thức ăn nó cũng dễ. Dạ. Rồi hiện nay thì cái đầu ra như thế nào? Hiện tại thì cái đầu ra mình, nói chung là cái đầu ra mình nó đang rất là rộng. Mình hiện tại mình đang không cung cấp đủ con giống với cái lượng mà mình cho nhà hàng đó. Nếu như mà người nông dân người ta muốn nuôi cái loài vật nuôi này thì theo anh nên chuẩn bị cái gì là đầu tiên? Thì theo mình thì đầu tiên là mình phải chuồng trại. Chuồng trại là cái quan trọng nhất. Thì sau đó mới là con giống của nó. Theo anh thì xây dựng chuồng trại như thế nào mới đạt hiệu quả? Thì theo kinh nghiệm nuôi của mình thì xây dựng mà chuồng trại thì mình nên xây cái diện tích là cái hình chữ nhật. Theo hình chữ nhật. Rồi đừng có nên lớn quá. Tại vì khi mà cái đặc tính của nó là nó nhát, cho nên nếu mà làm lớn quá thì lúc mình bỏ thức ăn thì nó ăn không đều, cho nên nó lớn không có đều. Còn trong chuồng thì mình có thể bỏ bất cứ thứ gì, ví dụ như là từ gạch thì gạch ống của mình thì nên bỏ cho những cái con nhỏ, con lứa. Còn đối với mà cái chuồng mà để mình nuôi con mẹ, con nái thì lúc mình nên là bỏ chà, tàu dừa, nói chung là mình bỏ những cái gì đó cho nó trú ẩn, cho nó dễ, tại nó là nó nhát. Thì hiện tại nếu mà về thoáng mát xây chuồng mình chú ý một cái là xây chuồng là nên nửa kính nửa hở, tại đặc tính của nó là nó rất là nó sưởi ấm. Khi mà trời nắng lên thì nó ra ngoài, cho đó mình nên xây nửa kính nửa hở. Còn rào lưới thì không nhất thiết mình phải rào, tại vì mình chỉ rào để ngăn chặn thứ nhất là rắn, chuột hay là bìm bẹp gì đó để nó tấn công nó thôi. Dạ. Theo anh thì cái chuồng mà anh đang xây cho gia đình của mình như thế này thì anh thấy là nó đạt hiệu quả bao nhiêu phần trăm? Theo mình thì cái chuồng này thì mình đạt hiệu quả khoảng 80%. Như vậy thì nó còn cái hạn chế gì nữa anh ạ? Thì cái hạn chế ở đây của mình là thứ nhất là cái nền của mình cái nền mình nền bằng. Cho nên nó chưa có được thoát nước cho tốt. Cho nên mình đang tính là mở rộng lại cái chuồng, nâng cấp cái chuồng. Như vậy theo anh nói là làm chuồng cũng cần phải điều kiện là phải thoát nước tốt. Cái đó nó ảnh hưởng như thế nào đến rắn mối anh? Thì nó không ảnh hưởng gì hết, nhưng mà nếu mà nó thoát nước không tốt thì nó sẽ làm ẩm đi mấy cái ví dụ như củi trà rồi đó mình để trong đó đó thì nó làm ẩm. Có điều này cũng muốn hỏi anh Hưởng là rắn mối có uống nước không? Có chứ.
cho nên mình có xây thêm một cái bồn nhỏ để cho nó uống nước. Mình có tắm được cho nó không? À, tắm thì mình không á, mình chỉ xây cái bồn cho nó, rồi nó có tắm uống gì đó thì một ngày thì mình sẽ hàng ngày mình sẽ vệ sinh cái bồn nước của nó. Tức là nó có cái bồn nó tự xuống tắm, mình không có xịt nước tắm. À đúng rồi, mình không phải tắm nó. Dạ. À, như vậy thì mỗi định kỳ bao nhiêu thì mình vệ sinh chuồng một lần? Thì chuồng, ví dụ theo cái chuồng của mình hiện tại thì khoảng 2 tháng mình mới vệ sinh một lần. Dạ. Mình tránh cái tình trạng là mình tới lui hoài thì nó sẽ gây náo loạn. À đúng rồi. Nó náo loạn á, nó quản. Nó không bữa sau nó không dám ăn. Dạ. Nó không dám đến ăn nữa. Sống bằng nghề nông quanh năm vất vả nên từ rất sớm, cha mẹ anh Lê Chí Hưởng đã hướng cho con cái phải chăm chỉ học hành để có nghề nghiệp tốt hơn. Ước mơ học tập của anh vừa hoàn thành thì nỗi bất hạnh lớn lại đến. Năm 2008, anh Hưởng vừa nhận bằng tốt nghiệp đại học thì cha anh qua đời do một cơn bão bệnh. Là con trai trưởng trong nhà, anh Hưởng phải cùng mẹ gánh vác mọi việc gia đình để lo sự nghiệp cho hai em nhỏ. Với tấm bằng đại học ngành điện tử viễn thông, anh Hưởng cố gắng ở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc được 3 năm. Khi người em út vừa hoàn thành đại học thì anh trở về quê nhà tạo dựng sự nghiệp mới. Bởi theo anh Hưởng, do kiến thức mới vừa học được, nếu vận dụng tốt vào nghề nông cũng sẽ có cơ hội thành công như bao ngành nghề khác. Thế là anh và một số người bạn nghĩ ra cách nuôi rắn bối. Tháng 9 năm 2010, anh bắt về trên 2.000 con giống nuôi trong ô chuồng chưa đầy 30m2 này. Đến nay, dù chưa tròn 1 năm nhưng đàn rắn mối đã sinh sản thêm và anh thu hoạch được gần 9.000 con. Trong đó, anh bán gần 6.000, thu nhập trên 80 triệu đồng, còn lại trong chuồng trên 5.000 con. Đàn rắn mối đang tiếp tục sinh sản những lứa mới với sản lượng cao hơn nhiều so với trước đây, hứa hẹn một kỳ thu hoạch rất khá cho gia đình anh. Khi mà nói đến cái vấn đề nuôi rắn mối cho sinh sản thì theo anh cái vấn đề này khó hay dễ? Thì sinh sản thì hiện tại em thấy nó rất là dễ. Thì lúc mà con mẹ mà đang mang bầu á, thì mình sẽ tách nó ra một chuồng riêng để sau này mình dễ mà trong quản lý con á. Cái khi nuôi thì mình nuôi chung hết trơn? Dạ đúng rồi, khi nuôi thì mình nuôi chung, nhưng mà khi mà con mẹ mang bầu thì mình sẽ tách ra cái chuồng con sau này. Dạ. Sau khi mà nó đẻ xong hết thì mình sẽ bắt con mẹ ngược lại. Dạ. Cái việc mà chăm sóc cái con đó nó có phức tạp lắm không? À, con thì cũng giống như mấy cái con lớn thôi, nói chung là mình không có chăm sóc gì hết, mình chỉ cho ăn hàng ngày rồi mình vệ sinh chuồng trại vậy thôi. Dạ. Cái thức ăn của rắn mối thì rắn mối lớn và cả rắn mối nhỏ nữa thì nó bao gồm những cái loại thức ăn nào anh Hưởng? Thì thức ăn ở đây hiện tại là mình cho ăn nó là mối rồi trùng quế, dế, sâu rồi cá, cơm. Nói chung là nó ăn rất là tạp. À, ở đây thì anh nuôi cũng cả năm rồi, anh có thấy cái vấn đề gì phòng bệnh hay là trị bệnh gì ở đây không? Thì hiện tại tính cho tới thời điểm này thì mình chưa có thấy nó bị bệnh gì hết. Cũng dễ quá. Dạ, cũng dễ. À, dạ thưa anh, một vấn đề nó muốn hỏi là cái con rắn mối từ khi mà đẻ nó nở được á, nuôi cho tới lớn mình bán thịt được rồi nó khoảng thời gian bao lâu? Thì nếu mà nuôi cho tới mà mình bán được á là khoảng từ 6 tháng đến 6 tháng rưỡi. Còn mà tới sinh sản được á khoảng 9 đến 10 tháng. Rắn mối thì mỗi đợt đẻ như thế nào? Mỗi đợt thì nó đẻ từ khoảng 10 tới 15 con, mà ảnh đẻ là đẻ trong cái bọc rồi nở con ra. Một năm thì chúng đẻ được bao nhiêu lứa? Một năm thì mình nuôi hiện tại là chưa dấp năm nhưng mà đã đẻ được 3 lứa rồi. Anh Hưởng cho biết rắn mối không khó nuôi, hao hụt thấp, thức ăn dễ kiếm và cũng rẻ tiền, do vậy lợi nhuận cũng khá cao. Mỗi con rắn mối khi nuôi đến bán thịt được thì tốn chi phí khoảng 5.000 đồng. Với giá hiện nay, tính ra mỗi con người nuôi thu lãi gần 10.000 đồng, cho nên nhiều bà con xung quanh đã đến học hỏi và áp dụng mô hình này. Hiện nay, địa phương anh cũng đang có chính sách để nhân rộng mô hình. Theo đó, anh Hưởng và những người bạn cũng đang tìm đầu ra cho loài động vật quan giả này ngày càng ổn định hơn. Thưa chú Thành, hiện tại thì chú có thể cho biết là cái mô hình nuôi rắn mối ở địa phương của mình á, trong thời gian gần đây thì nó phát triển như thế nào ạ? Từ khi chú Hưởng nuôi rắn mối thì ở đây thì ban chấp hành nông dân thì có tổ chức các thành viên là đi tham quan và mở rộng cái mô hình cho bà con nhận thấy được có lợi để sản xuất, thì sau này thì Hưởng có đầu ra đó. Thì bây giờ ở trong chi hội ở đây thì nuôi được cũng cả 20 hộ. Theo chú thì mô hình này nó có giúp để
giải quyết công ăn việc làm cũng như là xóa đói giảm nghèo của địa phương không? Đúng rồi, ở đây là vùng nông nghiệp nhưng mà sau khi vụ lúa thì không ở đây thì bà con cũng không có làm gì, nhưng mà thấy mô hình này nó đem tiện ích lại cho bà con nông dân, là thứ nhà rỗi gia đình, ví dụ vợ con ở nhà cho ăn cũng được, ví dụ nó gọn thôi. Đây nó phát triển lớn thì sau này cái đầu ra thì có thể đỡ thoát nghèo. Như vậy thì mình có những cái chính sách nào để có thể khuyến khích bà con nhân rộng không ạ? Trong hội nông dân thì cũng có thông qua cái hội nông dân huyện để cái mô hình này nó phát triển lớn rộng ra trong tiểu vùng và các xã bạn gần. Thì tụi tôi có bàn ở dưới là nếu chú Hưởng có điều kiện thì tụi tôi sẽ đề nghị hỗ trợ vốn để phát triển thêm. Quý vị và các bạn đang đến với mục Vô cùng nhà nông. Chúng tôi xin công bố kết quả của kỳ trước như sau. Trong tình hình hiện nay, tỷ lệ rầy nâu mang virus bệnh khá cao. Bà con nên A. Tiêu diệt ngay khi thấy rầy nâu xuất hiện trên đồng. B. Thực hiện đồng loạt nhiều biện pháp để tránh sự phát sinh lây lan dịch bệnh giàn lùn và lùn xoắn lá trên diện rộng. C. Cả hai ý trên. Đáp án đúng là đáp án C. Với đáp án trên, chúng tôi xin chúc mừng những vị khán giả sau đã may mắn nhận được giải thưởng của chương trình là: giải nhất thuộc về chủ nhân của số máy 0650-6522-478. Giải nhì thuộc về chủ nhân của số máy 0650-6286-788. Giải khuyến khích thuộc về chủ nhân của số máy 0650-6295-979. Mời quý vị khán giả có các số máy vừa nêu hãy liên hệ với Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long theo số máy 0706-2888 để được hướng dẫn thủ tục nhận giải thưởng của chương trình. Chúng tôi cũng xin thông báo đến quý khán giả và bà con như sau. Mục Vô cùng nhà nông có đối tượng phục vụ là khán giả làm nghề nông cùng giao lưu kiến thức nông nghiệp. Do vậy, bà con trúng giải tiết mục Vô cùng nhà nông khi nhận giải thưởng vui lòng kèm theo bản sao sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy xác nhận là hộ nông nghiệp. Chương trình sẽ từ chối trao giải khi không tiếp nhận được những thông tin chính xác theo hướng dẫn. Xin nhắc lại số máy hướng dẫn nhận giải thưởng là 0706-2888. Còn bây giờ là câu hỏi của kỳ này. Quý vị và các bạn hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong câu hỏi sau đây. Theo anh Lê Chí Hưởng, thời gian nuôi rắn mối từ mới đẻ đến khi bán thịt là A. 3 tháng, B. 4 tháng, C. 6 tháng trở lên. Theo quý vị và các bạn, đâu là đáp án đúng nhất trong 3 đáp án trên? Và đừng quên trả lời câu hỏi phụ có bao nhiêu người có cùng ý kiến với mình nhé. Để tham gia cùng chương trình, quý vị và các bạn có thể thực hiện theo 2 cách. Cách thứ nhất, soạn tin theo mẫu. Cách thứ hai, gọi đến tổng đài 070-8011-444 và làm theo hướng dẫn. Tham gia cùng chương trình, quý vị và các bạn có cơ hội nhận được các giải thưởng của chương trình là: một giải nhất 1 triệu đồng, một giải nhì 700.000 đồng, 5 giải khuyến khích, mỗi giải 200.000 đồng. Quý vị và các bạn hãy nhanh tay nhấc máy để có cơ hội nhận được những giải thưởng của chương trình. Hạn chót tham gia chương trình đến hết ngày 13 tháng 8 năm 2011. Chúc quý vị và các bạn nhiều may mắn. Cho ăn uống thiếu thốn lạc lẽo vậy làm sao mà sống nổi đây bữa ơi. Dừng cây đừng có lo, đã có phân bón cò bay 2N đây rồi. Phân bón cò bay 2N không chỉ là NPK mà còn có cả nitrat, canxi, magie, bo, kẽm, tất cả trong một. Cò bay 2N là loại phân bón tích hợp hoàn hảo. Phân bón cò bay 2N được trung tâm lựa chọn. Phân bón cò bay 2N tốt cho trồng, lợi nhà nông. Phân bón cò bay hân hạnh tài trợ chương trình này. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Giỏi Nghề Nông kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.